bạn, ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Ngọc đến thăm ngôi nhà của gia đình anh Hoàng Ngọc Hòa. Đây là ngôi nhà được chi nhánh công trình Viettel Ninh Bình thiết kế và thi công trọn gói chỉ trong vòng 4 tháng. Vậy thì chúng ta hãy cùng xem một ngôi nhà được thiết kế và thi công bằng cái tâm với cái tầm của công trình Viettel thì sẽ như thế nào nhé. Ngôi nhà của gia đình anh Hoàng Ngọc Hòa có diện tích một mặt sàn là 4 x 14 m². Đây là một diện tích khá là lý tưởng cho một gia đình có 4 thành viên. Và hiện tại thì Hồng Ngọc đang có mặt ở phòng khách của gia đình. Và như quý vị và các bạn có thể nhìn thấy thì tổng quan toàn bộ thiết kế của ngôi nhà này được theo phong cách hiện đại vô cùng sang trọng và tinh tế, với sự tối giản, đơn giản nhưng vẫn đảm bảo được sự tiện nghi. Tiến sâu vào bên trong này, đó chính là khu vực bếp. Ở trong khu vực bếp này thì Hồng Ngọc khá là ấn tượng với màu sắc của không gian bếp này. Một màu sắc mà Hồng Ngọc nghĩ rằng là rất ít gia đình lựa chọn. Thay vì lựa chọn những chiếc tủ gỗ với màu sắc nâu truyền thống thì gia đình anh Hoàng Ngọc Hòa đã quyết định lựa chọn hệ thống tủ bếp với tông màu trắng và xanh ghi. Đây là một tông màu vô cùng hiện đại, sáng sủa và sẽ giúp cho ngôi nhà chúng ta thực sự là khác biệt. Và ngăn cách giữa khu vực phòng khách với cả phòng bếp, chúng ta sẽ có một khu vực cầu thang để đi lên các tầng ở phía trên. Và bây giờ thì hãy cùng với Hồng Ngọc tham quan tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà này nhé. Một thiết kế được rất nhiều gia đình sử dụng đó là hệ thống cầu thang kết hợp bằng chất liệu gỗ và kính. Đây là hai chất liệu được rất là nhiều gia đình ưa chuộng hiện nay bởi vì tính tiện dụng này, ngoài ra thì còn rất dễ vệ sinh lau chùi. Và đặc biệt là với những nhà nào mà có trẻ nhỏ thì hệ thống cầu thang bằng kính như thế này thì cũng sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bé. Hiện tại thì Hồng Ngọc đang có mặt ở tầng 2 của ngôi nhà và nơi mà Hồng Ngọc đang đứng đây đó chính là hành lang kết nối giữa hai không gian phòng. Ở phía bên này chúng ta sẽ có một phòng sinh hoạt chung, có thể là để tiếp khách và cùng với đó là trong gia đình có thể trở thành một cái nơi để làm việc, một không gian khá là yên tĩnh để cả gia đình có thể thư giãn tại đây. Ngoài này thì chúng ta cũng sẽ có một ban công nho nhỏ. Và với ban công này thì chủ nhà có thể là trồng cây xanh. Ở đây thì mình đang thấy rằng là chủ nhà trồng rất là nhiều dâu tây. Thực sự đây là một điều rất là tuyệt vời và cũng sẽ là một gợi ý dành cho các gia đình ở thành phố. Phía bên này chính là một phòng ngủ master của vợ chồng anh Hoàng Ngọc Hòa. Và không gian này thì không quá lớn, tuy nhiên lại được sắp xếp vô cùng hợp lý. Với không gian này thì chúng ta sẽ có một bàn trang điểm với việc bo góc tròn thì sẽ giúp cho việc an toàn hơn trong quá trình sử dụng khi mà nhà có trẻ nhỏ. Ngoài ra thì diện tích giường cũng khá là lớn và tổng thể không gian chung này thì được thiết kế và tô điểm bởi hai màu chủ đạo đó chính là màu trắng và màu nâu sậm. Với cái cách thiết kế như thế này thì sẽ giúp cho không gian trở nên ấm cúng hơn rất là nhiều. Khu vực tầng 3 chính là không gian riêng của hai bé nhà anh Hoàng Ngọc Hòa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem là trong căn phòng này có điều gì đặc biệt nhé. Hai bé nhà anh Hoàng Ngọc Hòa thì đều là bé gái. Tuy nhiên thì hai bé lại có cá tính hơi mạnh mẽ một chút. Vì vậy mà các bé đã lựa chọn một tông màu khá là đặc biệt, đó là màu trắng và màu xanh. Tông màu này thì sẽ giúp cho căn phòng luôn luôn được cảm thấy mát mẻ. Và đây như quý vị có thể nhìn thấy thì căn phòng được bố trí khá là hợp lý với hệ thống bàn học trải dài hướng mặt ra ngoài cửa sổ sẽ giúp đón ánh nắng tự nhiên cực kỳ tốt. Quý vị và các bạn thân mến, một điểm đặc biệt nữa mà Hồng Ngọc khám phá ra được ở chiếc tủ quần áo trong căn phòng này đó chính là khu vực để điều hòa. Đây là một chi tiết rất nhỏ nhưng mà cực kỳ tinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, với việc để điều hòa nằm sau ở những cái vách ngăn như thế này thì giúp hạn chế cái việc là gió điều hòa sẽ thổi thẳng trực tiếp vào giường ngủ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của các bé. Và đây cũng chính là một trong những chi tiết mà quý vị có thể tham khảo để áp dụng vào ngôi nhà của mình nhé. Ở ban công này thì thứ nhất là đón gió khá là tốt, cực kỳ mát mẻ luôn quý vị ạ.
Thứ hai là toàn bộ hệ thống lan can của tất cả các ban công trong ngôi nhà thì đều được sử dụng bằng hệ nhôm kính. Và hệ thống này thì như Hồng Ngọc đã chia sẻ thì nó vừa giúp đảm bảo an toàn cho các bé này, lại vừa có thể vệ sinh, dễ dàng lau chùi. Và ngoài ra một điểm cực kỳ đặc biệt đó là tuổi thọ của nó rất cao. Vì thế mà khi quý vị sử dụng hệ thống khung nhôm kính cho khu vực lan can hay là khu vực cầu thang thì hãy hoàn toàn yên tâm nhé. Đối diện với phòng ngủ của hai bé nhà anh Hoàng Ngọc Hòa, chúng ta sẽ có một căn phòng nữa. Căn phòng này thì hiện tại gia đình anh chưa sử dụng đến và có thể là sử dụng để dành cho các cô giúp việc hoặc là dành cho khách khi mà đến chơi nhà. Và ngay bên cạnh chúng ta cũng sẽ có một công trình phụ để dùng chung cho toàn bộ tầng 3. Và như vậy là chúng ta có thể thấy là tất cả các tầng của ngôi nhà này sẽ đều có một công trình phụ để thuận tiện cho các thành viên trong gia đình. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lên tầng 4 của ngôi nhà để xem là trên tầng 4 sẽ được bố trí như thế nào nhé. Về công dụng của giếng trời thì Hồng Ngọc cũng đã rất nhiều lần chia sẻ với quý vị và các bạn rồi. Giếng trời có công dụng chính đó là đón ánh nắng cực kỳ tốt, giúp cho toàn bộ ngôi nhà ngập tràn ánh sáng. Chúng ta có thể tiết kiệm được chi phí tiền điện khá khá đấy quý vị ạ. Ngoài ra thì nếu như quý vị và các bạn trồng cây xanh ở quanh khu vực cầu thang cũng như là dưới tầng 1 thì cây xanh của chúng ta khi được đón ánh nắng, đón ánh sáng thì cũng sẽ phát triển cực kỳ tốt. Và một điểm nữa của giếng trời đó là nó sẽ giúp cho không khí trong toàn bộ của ngôi nhà của chúng ta được lưu thông tốt hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với các không gian tiếp theo của tầng 4. Ở đây chúng ta sẽ có một không gian thờ tự nho nhỏ. Tuy nhỏ một chút nhưng mà nó lại rất riêng tư và đảm bảo sự tôn nghiêm. Ngôi nhà của anh Hoàng Ngọc Hòa thì ở trên tầng 4 sẽ gồm có hai khu vực sân. Ở phía sân mà đằng trước nhà thì có thể tận dụng để tổ chức những bữa tiệc nướng nho nhỏ, hoặc là có thể đặt thêm một bộ bàn ghế ở đây để cả gia đình buổi tối có thể cùng nhau quây quần trò chuyện. Còn ở phía đằng sau thì gia đình anh đã sử dụng để làm khu vực sân phơi cũng như là khu vực giặt đồ. Và ngay bên cạnh sân phơi thì chúng ta sẽ có một không gian kho nho nhỏ để gia đình có thể đựng những đồ dùng nào mà chúng ta chưa dùng đến. Nếu như gia đình bạn có đang băn khoăn muốn tìm kiếm một đơn vị thiết kế và thi công chọn gói uy tín thì đừng quên gọi ngay cho Công trình Viettel theo số hotline 1900 989868. Chúng tôi luôn ở đây để sẵn sàng hỗ trợ và tư vấn cho các bạn hoàn toàn miễn phí. Công trình Viettel, xây nhà có tâm, chọn người có tầm. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.